Cùng bưng bị chặt nỉ, ngành giáo dục huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có đang cố hén on pa cánh năm dệt cứ đẩy lang đi về ảo văn hóa ngân lang khòng bó me chu trở cun khảo cùng bài bó giòn du hân chương. Vậy hương hót lông bảy chữ bính khải bưng hen văn hóa ngân lang chăn sờn cùng bông kính đầy xú khòng bó me chu trở nòi cun xú cổng phụng. Chương phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Bình Tần cai mi hà hói sao si học sinh phân lại là học sinh chở quân mèo cánh quân tàu cùng bị ép ní bay xem mày lọt nét văn hóa ngân lang còn chở quân mèo rút nỉ đại ao khẩu cùng bưng buổi ép nó khóa còn hơn chừng tà ba trắng trọng ép ha ba bưng tòng còn mắc môn cắp bưng bay xem nỉ bòm cắp nắn hơn chừng còn tanh ó bưng cầu lạc bộ văn hóa ngân lang xây dựng được phòng truyền thống phòng lưu giữ những cái hơn chừng có tặng tánh của các dân tộc thiểu số ít người bưng hơn ngân lang hòng bảy chữ bưng tháo sông sớm ngân lang khoảng chở côn cài nàn có cho giờ bưng nòng học sinh hồ đầy bưng hen văn hóa còn chở côn chầu bỏng các bưng năng về no hóa bưng chừng ép có phay hòng nâng vài hỏi chút tàng chương văn hóa ngân lang chủ chở côn cùng hẳn mi bưng tháo sùng sờ chân khòng dép dần hứa co chân báu ngân lăng và nhọn àng hờ hấp dình cho giờ bưng hỏng hụt tránh hờn mà lăng mặc nền văn hóa ngân lăng khòng chở quân chầu vậy từ tên nắn bính thầy cánh bày chữ bưng nền văn hóa khòng chở quân qua các buổi tham quan thì cũng đã giáo dục cho các em cài bưng bồi liêm le bó sòn dân hành bưng nòn còn hụt tràn đầy lông bảy chữ bính khải bưng nên văn hóa ngân lang gòn chở quân dân hành bưng nòn còn hụt tràn hơn chơ ma hơn chân cài bưng tết ép mới làn có hụt đáy lại hù mới làn có mặt phòng giáo dục còn 3 năm dẹp hoạt bưng đơn vị hơn chương bó giòn nên văn hóa ngân lang chu trở nòi cun cánh hỏi phân hỏi bưng đơn vị có tách ó cầu lạc bộ tặng tánh hoàng văn hóa ngân lang bưng mô hình bó giòn ngân lang nỉ có trai giờ mà pe bưng lông kiển rú cơ biển lang nóm học sinh vài bảy chữ bính khải bưng nên văn hóa ngân lang còn chở cun ngày té chết năng ép rú hơn chương.